Nàng sao rồi? À, hôm rày đi ngang quán, thấy quán có vẻ đông khách. Nhưng mà sao ít thấy công tử ghé quán? Tủ lượng không bằng ai, vô ngồi không ăn gì, mắc công anh em lại chê cười. Đàn ông có vậy mà dễ bị lôi kéo, vui đâu chầu đó, bị khích bác riết lặm, khó dứt. Phải chi người đàn ông nào cũng biết nghĩ như vậy thì đỡ quá. Lỡ lầm rồi, chỉ còn nước, nói nhẹ nhàng, mỗi ngày khuyên giải một chút. Chồng em bây giờ trước mặt chỉ có mấy người đó thôi, phải chi có công tử thì... Nàng đa mưu túc trí lắm mà. Mấy người đó sao lại nàng? Nghĩ cách lôi kéo chồng của nàng lại đi. Dạ. Thôi ta đi. Dạ, chào công tử. Mời. Mời. Ông Tính hả? Hẹn hò bạn công chuyện mà giờ vẫn chưa tới nữa. Sao kỳ vậy ta? Ổng kể lên. Có chuyện rồi. Cái gì vậy? Chứ vậy? Có chuyện rồi. Cái gì? Nói tôi nghe. Có người phá tụi mình. Ai? Đứa nào dám phá? Ngoài thằng Tân Mập ra còn ai khác nữa. Tôi thấy nói với con nữ hẹn hò ngoài gốc sung. Cái thằng Mập đó, hồi đó nó cũng lăm le con nữ chứ ai. Nó mà xì ra cái vụ tụi mình bàn tính là hư chuyện hết. Cho nên bây giờ tụi mình phải làm luôn. Làm luôn đi, nếu không để lâu sẽ bị lỗ. Bây giờ rủ nó chơi tới bến, nó chơi liền chứ vậy. Sẵn có ví dụ thằng Tân đang lén phén với con nữ, tụi mình nha. Để tôi rủ, còn hai ông á kích thằng Tân cho thằng khờ nó điên lên. Hiểu rồi. Mời. 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 Bà chủ mới về. Nè, về rồi hả? Chàng, chàng gánh nước xong chưa? Xong hết rồi. Cô Tí đâu rồi chàng? À, chắc cô Tí chạy vòng vòng ở đây chơi với mấy đứa bạn chứ gì. Em mới gặp công tử Tân, con của trưởng làng đó. Rồi sao? Mà mình ít gặp anh ta hả? Em thấy ảnh tốt, hiền, biết nghĩ cho người khác. Mình chơi với mấy người đó ít lầm đường lạc lối lắm. Ý nàng là ta đang lầm đường lạc lối hả?
Đúng là ông công tử Tân ông hiền thiệt, nhưng mà ông hơi chán. Đàn ông gì mà tứ đổ tường không dính một cái nào hết. Ủa, không phải hồi đó nào cũng chê công tử Tân sao? Chàng khác quá. Khác là khác làm sao? Bây giờ ta khôn ra, có bạn hữu qua tới nhà chơi với ta, đáng lý ra nàng phải vui chứ. Em cũng nghĩ đáng ra phải vui, mà hồi nãy em ngồi dưới gốc sung á, em nhớ chàng hồi đó. Nhớ hồi đó tụi mình vui biết bao nhiêu. Nàng nhớ ai? Nhớ thằng khờ hay là nhớ thằng nào? Ta đang vui, lại đừng có làm cho ta mất hứng. Chào anh hai, chào các bạn hữu, chào các huynh đệ. Đây. Mời các huynh đệ một bình rượu mới nha. Ngon á. Sẵn hết rượu. Mà phải công nhận nha, đúng là có bạn hữu là nhất. Từ ngày có các bạn hữu chơi với nhau, tôi thấy được tôi trở thành một người đàn ông thực thụ. Chứ còn hồi xưa khờ quá không biết gì hết trơn á. Đúng không anh hai? Nè khờ, sẵn ông nói là ông quý huynh đệ, tôi mới khuyên ông cái này. Mình chơi á, huynh đệ tốt á thì không sao, đúng không? Huynh đệ xấu á, có ngại á, gia đạo bất an, đúng, gia đình ly tán á, chẳng chơi đâu à. Ông nói làm sao? Sao mà gia đạo bất an? Từ ngày tôi đứng ra tôi coi cái quán cho vợ tôi đó, vợ tôi khỏe re, có cái gì đâu. Khỏe mới là chết đó. Không nghe sao? Ngàn cư di bất thiện sao? Để ý đi, đàn bà đó. Thôi, nếu là bất thiện á thì là đàn ông, chứ nàng. Ông dễ tin quá. Chồng mà nhậu nhẹt bạn bè kiểu này á, vợ nó buồn quá, nó sẽ đi kiếm người khác tâm sự. Có người bỏ nhỏ cho tôi biết là vợ ông hẹn hò với thằng Tân ngoài gốc sung. Có luôn hả? Ừ, gốc sung. Đúng. Hồi đó thằng khờ với con nữ là thường xuyên hẹn nhau ngoài gốc sung. Không lẽ bây giờ con nữ là hẹn trai ngoài gốc sung? Vậy sao được? Đúng không khờ? Thôi, không có đâu. Hồi nãy nè cô có nói với em á là nè, xét ra thằng Tân nó ghê ha. Tụi này biết có mỗi ông à, tới thẳng chơi với ông luôn, còn nó thập thò thập thục hẹn hò với vợ người ta ngoài gốc cây là ý gì? Mà cũng kỳ ta, mà sao đang chơi chung với nhau ông Tân không muốn ghé đây nữa ta? Bởi thì đó Tân. Thôi bỏ cái chuyện này đi, bây giờ á mình chơi không? À đúng rồi đó, chơi. Mà nè, đã chơi rồi á thì phải chơi cho lớn. Chơi lớn là sao? Đúng rồi, chơi lớn. Đúng, chơi lớn. Tôi tính gì nè, bây giờ mình vừa đánh bài vừa uống rượu 3 ngày 3 đêm luôn, người nào gục người đó thua, được chưa? Chơi lớn thì chơi lớn, nhưng mà chơi 3 ngày 3 đêm hả? Quán nhà mà sợ cái gì, xỉn quá thì hốt vô thảy lên giường, có vợ giả rượu cho sướng quá còn gì. Với lại chưa chắc ông thua, đúng không? Lỡ tụi tôi thua nè mới mệt nè, lết xác về nhà mới mệt, đúng không? Rồi chơi lớn thì chơi lớn, 3 ngày 3 đêm, nhưng mà để bắt đầu từ ngày mai đi, chứ còn bây giờ để có thời gian của chuẩn bị uống trụ cái đã. Cạn ly nè. Được. Rồi, cạn ly. Mời 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Cạn ly. Chàng à, quán mình còn khách ra vô, mình chơi suốt như vậy có kỳ không? Kỳ gì đâu mình. Mình là chủ quán, mình chơi quán mình chứ mình chơi quán ai đâu mà sợ gì nghỉ. Bây giờ nàng cô quán 3 ngày được không? Không được thì ta kêu người khác. Em nói là em sợ mình bị người ta dị nghị thôi, chứ sao mà em không coi quán được. Mình mà muốn nghỉ em còn lo được luôn mà. Ta chưa có thấy ai dị nghị, nãy giờ chỉ có một mình nàng nói ra nói vô không à. Cái người mà bị nói câu chuyện là nàng đó. Đàn bà có chồng đâu mà hẹn trai ngoài gốc sung. Ủa, bọn đó ông còn thương mình hả? Mình à, lời lẽ này không phải của mình đâu. Mình thay đổi nhiều quá. Mình muốn biến cái quán của mình thành sòng bạc hay sao? Cái người thay đổi trong nhà này là nàng đó. Hồi đó giờ tôi làm cái gì nàng cũng tán đồng hết trơn mà. Sao giờ chưa kịp mở miệng ra là nàng đã cản rồi. Nè, nàng là vợ, tôi là chồng.
Vợ phải biết tôn thờ chồng, phải nghe lời chồng. Đừng cản ta nữa, càng nói càng bực bội à. Thôi bây giờ trong nhà vàng bạc bao nhiêu nàng mang ra đây hết đi. Nhưng mà... Làm lẹ lên. Nhanh. Tiền vàng, lớp mua nhà, lớp sửa quán, còn có một ít à. Chàng tính đem đi đánh bạc hết hả? Rồi lỡ thua hết rồi sao chàng? Trời ơi, đưa đây đi. Rồi tiền đâu mà đắp vô quán? Thôi, nàng đừng có nói xui xẻo nữa. Nàng tính trù éo ta hả? Ngày mai ta sẽ thắng gấp 3, gấp 4 lời cái số tiền vàng này cho vợ coi. Trong đó còn một ít tiền lời, công sức mồ hôi nước mắt của vợ chồng mình bấy lâu nay. Thôi được rồi, nàng đừng có kể lể nữa được không? Thì tránh ra đi. Nhưng mà Mình ơi, Tân, công tử Tân. Gì đây? Đứng lại. Đây, nhiều chuyện. Cái đồ nhiều chuyện. Nghe nói là đang đâm thọc con nữ, không? Bây giờ á, ông tính đang bực ông đó, không? Tôi mà đâm thọc, dễ gì nàng để cho mấy ông mở cái sòng 3 ngày 3 đêm. Tôi nói rồi, mấy ông ác vừa thôi. Nếu mà làm quá, đừng trách sao tôi dạch mặt hết đó. Vậy hả? Rủ mày chơi mày không chơi. À, thì ra là mày muốn cái khác hả? Ê, tao thấy bây giờ á, mày chen cái thay mày ngang được rồi đó, hả? Vợ chồng người ta lục đục lắm rồi đó, không qua lẹ. Nó nghe nè, thằng Tính mà nó hút tay trên một cái là không có còn nữa đâu. Qua lẹ đi. Đi. Đi coi chừng té xuống ruộng đó ông. Để tao. Chút ngày say xỉn. Dạ. Dạ chào công tử. Có gì mà công tử khó nói vậy? Sao không ghé quán em làm nước uống? Tôi tính không nói chuyện này, nhưng mà thấy bức rất khó chịu trong người quá. Ông tính tức giận vụ vợ chồng nàng đào được của mà không chia, cho nên cố tình chơi bạc lận nhằm lấy lại hết tất cả đó. Coi sắp xếp nói lại cho chồng nàng đi. Dạ, chàng làm ơn nói cho chồng em biết được không? Em sợ bây giờ nếu em nói giống như châm dầu vô lửa. Tôi nói còn tệ hơn, tụi nó đang đặt điều tôi với nàng này kia nọ, giờ tôi nói ai mà tin. Em nghi ngay từ đầu rồi, bây giờ phải nghĩ cách thôi. Dạ, tạ ơn chàng. Không sao, có gì tôi giúp được cứ nói nha. Dạ. Tôi đi. Sẽ không đi theo luôn đi. Dạ. Chàng, hôm nay chàng đánh em nữa sao? Cô đúng là con đàn bà ghê gớm. Bị chồng bắt tận tay ngay tận mặt mà còn trợn trừng với chồng hả? Đúng là tại hồi xưa tôi ngu khờ nên không nhìn thấy được mấy cảnh này. Chàng quá đáng lắm rồi, chàng không thấy đâu. Chàng sắp mất hết tất cả rồi. Chàng biết chưa, mấy người đó đang tính chơi bạc lận để lấy hết nhà cửa của mình đó. Cô có thấy người vợ nào như cô không? Chồng mình của bạn bè đáng lý ra là cô phải nở mày nở mặt, còn cô thì ngược lại, lòng dạ cô hẹp hòi lắm. Chàng đã quá lậm rồi. Chàng mất hết, đừng trách tại sao em không nói.
thằng Tân nói xì ra hết rồi hả? Mắc cười ở chỗ là bây giờ thằng Tân có nói thiệt á thì thằng khờ nó cũng không tin hai người đó, nó tin tụi mình. Kìa. Rượu tới đây. Rượu tới rồi đây. Đây. Bảo lắm rồi, vô đi. Rồi bắt đầu đi. Ê, khoan đã. Trước khi mình chơi, mình làm một chung rượu cho nó máu. Ê, cảm ơn Quỳnh. Chờ tôi. Mời. Mời. Nè. Ê Khờ. Dạ. Rồi mày tán nó cái bóp, nó nói thì sao? Chắc là nó hết dám hó hé với mày đúng không? Sao dám anh? Mà người ta chơi có luật. Vậy mà nó dám nói mình là cờ gian bạc lận. Mà trong khi thằng Khờ á cũng là tay chơi, đâu phải là thằng Khờ trước đây đâu. Làm như muốn lừa là lừa vậy. Mà tôi nói, thằng Tân có vậy mà tội ta. Đâm chọt như đàn bà. Ông làm như vậy là đúng rồi đó. Trời ơi, làm vài lần là nó tởn à. Vợ ông xưa nay nổi danh là không ai nói lại. Tụi tôi còn lại. Vậy mà bị ông quánh. Quỳnh Nga đúng là hạng nhất à. Mẹ, sao cha cứ đánh bài hoài vậy mẹ? Tí ngoan, tí đi ngủ trước đi. Một lát nữa cha vô nha con. Dạ. Về không thèm kêu tôi dậy luôn. Ê, mà không sao, thắng đậm. Ây à. Nè ông vô ngủ đi, ngồi đây làm chi? Em đợi chàng ăn cơm. Chàng ngồi xuống ăn cơm đi. Nàng nhìn coi, trời này ăn uống gì nữa, đi ngủ. Khoan đã chàng ơi. Chàng ơi, chàng thấy không, sáng nay khách bỏ đi hết đó. Quán mình rượu chè bài bạc, đâu có ai dám vô. Rồi còn thêm... thêm cái gì? Bạn bè của ta, nàng làm ơn được có xí vô nữa có được không? Bây giờ khách tới quán mình mà không thích thì mời khách đi quán khác. Quán này quán nhà mà, mình chơi có gì đâu. Hả? Ai cấm?